Ra xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop cây tân nhật Phan Gia. Ngày hôm nay thì Ra sẽ gửi đến cho mọi người cây đàn này cho mọi người tham khảo, vì đây là một cây đàn Morris rất là đặc biệt. Đặc biệt ở điểm đó là cái model của nó là một trong những cái model mà lạ nhất mà Ra từng cầm trên tay. Đó là một cây đúc M35. Và điều đặc biệt thứ hai nữa là đối với những cây đúc 35 bình thường thì mặt top của nó chỉ là một mặt top laminate 3 lớp. Còn cây đàn này là một trong những cây đàn đúc M35 có mặt top solid. Mặt top solid thì nó sẽ có cái độ cộng hưởng, cái độ dao động, cái tần số nó sẽ rung tốt hơn mặt top laminate. Nhưng mà ngược lại cái độ bền, cái độ bảo quản của nó thì phải kỹ hơn cái mặt top laminate nha mọi người. Rồi, rất là đặc biệt ở một điều đó thì Gia sẽ đi vào chi tiết cây đàn này cho mọi người xem. Rồi, đây mặt top cực kỳ đẹp. Đây là cái dấu gỗ nha mọi người, và nó có điều khác biệt nữa là nó có cái xương cá xung quanh dọc xong xung quanh đàn, nó có một cái đường xương cá, đường viền rất là đẹp. Rồi, cái vết đen đó mọi người thấy là cái vết xới gỗ nha, không bị nứt nha. Cây đàn này đẹp lắm, đẹp luôn mọi người ơi. Rất là đẹp, ngựa zin nguyên bản chưa qua dán lại. Đây, các chốt ngựa cũng là cái chốt ngựa cũng rất là xịn nha mọi người. Đó, chốt ngựa cực kỳ xịn luôn, rất là đẹp, lưng hông là cẩm. Đó, bộ gỗ lưng của nó nè. Đó, đàn là đẹp nha mọi người, có chè xước lông mèo một tí, nguyên bản nguyên zin luôn. Và cây này thì gọi là rất là hiếm mọi người, cây này hiếm lắm luôn á. Bộ khóa mọi người ơi, thì có đôi lần thì Gia cũng có thấy cái bộ khóa này. Bộ khóa này là một trong những bộ khóa không có cái dòng chữ Morris trên từng chiếc khóa giống như những cái đời Morris trước. Tuy nhiên thì Gia đã tháo ra kiểm tra và Gia đánh giá chất lượng về bộ khóa này, thì thật sự đúng là một mình so sánh hai cái bộ khóa mà có chữ Morris và bộ khóa này thì về chất lượng rất là giống nhau luôn, về hình thức cũng giống, rất là giống nhau luôn. Chỉ khác là nó không có cái logo thôi, mà vặn rồi tất cả mọi thứ thì nó rất là trơn tru, giống y chang cái bộ khóa đúc của có đóng mọc Morris lên luôn. Thật sự là khó để lý giải được tại sao có cái bộ khóa này trên cây đàn này. Và lỗ ốc là lỗ ốc zin luôn, không phải là lỗ ốc bị khoan ha mọi người. Lỗ ốc đây là lỗ ốc zin luôn, là Gia kiểm tra từng chi tiết tới mức độ như vậy và Gia cũng không đánh giá được là đây là một bộ khóa phải là zin của nó hay không. Tuy nhiên là đây là một bộ khóa tốt, bộ khóa nhật đàng hoàng, tại vì chất lượng là Gia đánh giá là Gia so sánh giữa hai cây là nó cái chất lượng nó y chang nhau hơn, cũng như cảm giác dặn nó cũng bị pin nhau vậy đó. Rồi, đầu cần logo Morris, đó, phím gỗ phím sắt là đẹp chưa mòn gì hết nha mọi người. Đó. Rồi, cái này thì Gia bán mức giá là 5,5 triệu. Tại vì cây này khá là hiếm mọi người ơi. Mọi người tìm cây này thì cũng khó lắm mọi người. Mà được mặt top solid thì cũng rất là đặc biệt rồi. Và mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn này nha. Cây đàn này có chất âm rất là hay luôn. Ngân rất là lâu rồi, và cái cả em đang nói chuyện này thì nó vẫn đang ngân, nó chưa có hết ngân. Độ vang cực kỳ tốt mọi người. Thank you.
di chuyển cái là nó vẫn còn cái tiếng trong thùng, mọi người chứng tỏ cái độ vang nó rất là vang.